rất nguy hiểm luôn. Đấy, nó cháy. Nó cháy mà nó hở hết cái đường dây điện ra này. Đấy, cả trên này. Thấy chưa? Anh em thấy không? Đây. Đốt nương rẫy, đốt như này rất nguy hiểm anh em nhá. Chào anh em nhá. Anh em có nhớ cái con đường này nữa không ạ? Đây là con cái cung đường mà lắp đặt một cái thuê bao mà kéo 650 mét đấy. Sử dụng cái gói Supernet 4. Thì hiện nay là đợt trước là bị đứt ở đây, trên này rồi đây. Đây à. Và hôm nay đây thì dân họ họ chặt keo. Dân ở đây họ chặt keo này, xong rồi họ đốt. Đợt trước cái thuê bao này là cái thuê bao của khách hàng doanh nghiệp anh em ơi. Khách hàng doanh nghiệp họ lắp cái gói cao ấy, họ lắp để phục vụ cho cái công ty ở trên này. Cho nên anh em chúng tôi cũng kéo thẳng lên cái cây này. Đây cột tre này bé tí. Cái thuê bao này thì nó đứt thuê bao này nó đứt 3-4 lần rồi. Hôm nay thì đứt dài hơn. Đoạn này thì đứt dài hơn. Đây anh em nhá, cái dây hôm qua tôi cắt mất hết. Cắt hết ở đoạn này rồi. Đây bây giờ nó trùng xuống đây. Đây hôm qua dân họ họ đốt cái vườn keo đây. Cháy hết cả cái dây điện ở trên này này. Tí tôi cho anh em xem. Đây, cái dây cáp quang bị cháy. Đây, đây là cái cột họ mới trồng lại cho cái công ty ở trên kia. Đây, còn cái dây cáp quang đây nhá. Đấy, cháy hết rồi. Đầu đầu. Đoạn này hôm qua tôi đã kiểm tra rồi. Nhưng mà không tìm thấy điểm nào. Bởi vì nó đứt quá dài cho nên là tôi phải thay hết cả cái đoạn này. Thay hơn 100 mét. Đây nhá nhá, tôi phải đo thử xem ở đây nó có tín hiệu không ạ. Hôm qua chưa có đo. Đoạn này thì chắc là có, nó có tín hiệu rồi. Bởi vì cái dọc này chạy đi lên 100 mét trên này là nó mới bị cháy. Chứ đoạn này chắc có tín hiệu bình thường. Đây anh em này, đây là một cái dịp quang này. Anh em chuẩn bị lấy một cái dao cắt này. Một cái kìm chuốt. Nếu mà không có mấy đồ này thì anh em chỉ có thể sử dụng cái đầu phát để có thể nối dây thôi. Đầu phát thì nó nối cũng rất là hay. Anh em cho nối đầu phát cẩn thận vào là được. Đây ở đây là có cái thang đo, à quên. Kiểm tra ấy đó. Đo tín hiệu đó.
đo tín hiệu để xem đoạn này nó có tín hiệu không anh em nhé. Sợ cái lúc bấm lên mà lại không có tín hiệu thì cũng là ối rồi ôi đấy. Đây anh em, đây là một cái máy đo công suất này. Đây, có tín hiệu anh em nhé. Ở trên cái dịp quang cơ khí này thì nó sẽ có hướng dẫn cho anh em đo này. Đây là cái thang đo này. Thì anh em cứ căn vào đây thôi, chả phải ước lượng gì. Đây, anh em tuốt cái sợi này. Đấy. Ok. Thì cái đầu bên này cũng vậy nhá. Anh em ướm nó vừa là được. Đây, hai cái sợi này cũng bằng nhau này. Sau đấy thì anh em đưa cái ống co nhiệt này vào. Sau rồi chúng ta sẽ sử dụng đến cái dao cắt. Dao cắt quang. Cắt sợi quang. Đấy. Cái thang này thì anh em đặt cho nó gần sát vào cái này. Cái chỗ cắt dây này. Đấy. Cái bên này cũng đầu bên này cũng thế. Đấy, như vậy xong anh em nhé. Đây là cái dẹp quang anh em này. Đấy. Thì anh em cho cái chuôi này vào. Thường nếu mà anh em là chưa quen thì anh em nên cho cái chuôi này vào trước này. Nhưng mà đây tôi cũng căn chuẩn rồi. Đây tôi cũng... Tôi đã nối nhiều rồi, quen rồi. Đấy, cái này cho kịch hết vào. Bên này kịch hết vào anh em nhé. Đây. Xong anh em cho đồ này vào thôi. Khi nào nó kênh lên là được nhá. Cái sợi cáp quang hai bên này nó kênh lên là được. Đấy, xong anh em dùng cái này. Anh em ấn cái chốt cái này xuống. Sau rồi anh em cố vặn chặt cái chuôi này vào. Như vậy là xong rồi. Thường nếu mà anh em là chưa quen làm ấy nhá thì anh em đừng vội. Khi nào anh em kiểm tra cái đầu tín hiệu bên trên kia rồi thì anh em mới đậy cái này vào. Nhưng mà đây tôi làm lâu rồi ấy, cho nó quen. Bây giờ khó mà xịt được lắm. Bây giờ tôi sẽ thực hiện dán cái giấy bạc này vào. Khi mà anh em đã thực hiện xong rồi thì anh em dùng cái bật lửa nhá. Anh em hơ cho nó ống co nhiệt này nó co lại.
Xong rồi ở bên này nó có cái cao su non này anh em này. Xong mình sẽ bịt hai cái đầu này này. Bịt hai cái đầu này vào. Nguy hiểm anh em nhé. Đốt cái này mà nó chập điện mà nó phóng điện cho thì chắc là ối rồi ôi đấy. Đây này, cái dây cáp quang của mình. Tại cái thuê bao này là thuê bao của khách hàng công ty cho nên là anh em chúng tôi cố kéo thôi. Còn nếu mà khách hàng hộ dân thì chúng tôi không làm đâu. Nhìn cái cột kèo như này thì có anh em nào dám làm đâu. Mà thuê bao này là thuê bao xa cho anh em nhé. Thuê bao gần 700m, 650 mấy mét đấy. Ôi, cho nó đi lên một mình nữa. Đây anh em ơi, nó cháy này. Cháy hết cái dây này. Đây là cái dây cũ anh em. Cắt đi. Đấy, hôm qua tôi biết là ở đoạn này rồi nhưng mà hôm qua tôi đi nhưng mà tôi không có cầm ở cái cáp quang đi anh em ơi. Cho nên sáng nay mới làm được cái thuê bao này. Đấy, thay hết tầm hơn 100m rồi. Bây giờ leo dốc. Leo đồi. Mệt bở hơi tai anh em ạ. Đoạn này nó cao phết. Đây là cái con đường Hồ Chí Minh này. Ai rồi.
Mệt quá. Tôi thu lại cái đoạn dây này để tí nữa tôi xuống tôi chuyển cái wifi cho nhà bên kia, chắc là tầm 20-30 mét rồi đấy. Anh em biết vì sao tôi lại thay hết cái đoạn dây này không? Bởi vì ở đây này, ở đây nó có một cái điểm nối mà đợt trước nó băng qua đường Hồ Chí Minh nó bị đứt rồi. Cho nên bây giờ tôi thay hết luôn đoạn này. Để tránh cái trường hợp mà mình nối nhiều ấy. Hiện tại ở cái thuê bao này nối đâu đấy khoảng độ tầm 4 cái dẹp rồi đấy. 4 cái rồi. Hổ báo phết ạ. Anh em này, đợt trước nó bị đứt một lần ở đây. Đây, đợt trước bị đứt tước hết cái dây cáp ở đây. Đây, cái hôm trước là nối bằng cái đầu phát này. Cái dịp quang này thì thi thoảng mới có thôi anh em nhé, cũng không phải có nhiều đâu. Tôi thì tôi ở cái tuyến xa nên tôi không ra được trung tâm lấy máy hàn. Đấy, đi làm như này nó nhiều đồ anh em nhé. Nguyên cái cuộn cáp với cái thang với lại cái túi đồ nữa đó. Bao nhiêu đồ rồi. Cho nên tôi không cầm được máy hàn. Cho nên mấy cái điểm đứt như này thì thứ nhất là hai nối bằng cái đầu phát, hoặc là nối bằng hoặc là thay lại cáp thôi. Chứ bình thường thì ít có cái diệp quang này lắm. Thi thoảng mới xin được thôi.
nối cái này thì rất ngon. Cái diệp quang này thì còn hơn cả muối hàn anh em nhé. Nếu anh em bấm chuẩn thì nó còn hơn muối hàn luôn. Anh em vẫn bấm như lúc nãy thôi nhá. Mình cho cái ống co này vào trước này. Rồi mình dùng cái kìm chuốt sợi quang. Mình đo ướm ở đây này. Ướm đây để chuốt sợi quang này. Đấy. Đo hai cái sợi như nhau này. Rồi. Xong anh em sử dụng cái dao cắt quang thôi. Cắt quang thì cắt sợi thôi. Vì cái diệp quang này thì nó cần phải chuẩn anh em nhé, cho nên phải dùng dao cắt. Có mấy cái video tôi hướng dẫn anh em dùng tay để giật đấy, thì mấy hôm là nó bị suy hao đấy. Đấy, anh em không dùng được tay đâu. Anh em bấm bằng đầu phát thì còn được nhá, chứ anh em mà dùng cái diệp quang này mà anh em dùng tay để giật thì mấy hôm nữa là nó lại hỏng mà. Anh em phải dùng dao cắt. Dao cắt phải dao cắt chuẩn. Đây, khi anh em bấm xong thì anh em thực hiện cái kiểm tra cái tín hiệu ở trên hệ thống. Nguyễn Anh Dũng NA2. Phùng Anh Dũng ở trên cái phần mềm VSmart của Viettel thì nó cho phép anh em kiểm tra cái công suất của tín hiệu quang ấy, nên anh em check tín hiệu ở trên này được là ở nhà khách hàng nó dùng ok anh em nhé. Rồi tín hiệu 20,97 đạt luôn, đóng luôn sự cố, mất hai con dẹp 100 mét dây, quá nhọ đội Phú Thọ. Hoàn thành. Lỗi dây thuê bao, đứt dây thuê bao. Dùng dẹp quang 1/2 tuyến cáp. Sau gần hơn 30 phút thì tôi đã thay xong được cái 150 mét cái dây lan, dây cắp quang, và đã nối thành công hai cái diệp quang và đã đóng được cái sự cố anh em nhé. Đây là toàn bộ cái quá trình mà anh em khi mà nối cái diệp quang nhé. Thì đây là nối hai cái diệp quang anh em ấy. Thôi thì video xin kết thúc tại đây anh em nhé. Hẹn gặp anh em lần sau vậy.